Đoạn thử nghiệm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch dài 300m ngay gần đầu cầu Hoàng Quốc Việt, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Sau gần một tháng xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch theo công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản, kết quả bước đầu, theo cảm nhận của người dân, khu vực thử nghiệm đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tôi là người dân ở khu phố này sống đã rất là lâu, cũng mấy chục năm nay rồi. Và trước kia, những ngày trời nắng dở dời, mùi sông bốc lên rất khó chịu. Nay nhờ công ty cổ phần cải thiện môi trường Việt Nhật có đặt những cái máy nano, nó coi như là đỡ hẳn mùi. Những kể cả mưa nắng, những cái ngày trời nắng dở dời là bà con ở đây là có những cái không khí rất dễ chịu. Và chúng tôi cũng muốn coi như cứ phát huy như này để đảm bảo sức khỏe cho bà con được mãi mãi. Sông Tô Lịch có chiều dài 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, chảy về nam thành phố và ra sông Nhuệ, đoạn qua xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Toàn bộ dòng sông với gần 300 cửa xả, tình trạng trên đã làm dòng sông trở nên ô nhiễm khủng khiếp hơn chục năm qua. Thành phố đã có nhiều phương án xử lý ô nhiễm của dòng sông, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Cái công nghệ khác không xử lý được, thì cái công nghệ này hoàn toàn xử lý tận gốc, triệt để. Đó là mùi sau 3 ngày sẽ hết. Cái bùn sẽ được phân giải thành CO2 và nước, và cái chất lượng nước sẽ đưa về đạt quy chuẩn Việt Nam. Và cái tốc độ xử lý của nó thì bằng 6 lần cái tốc độ âm thanh. Cho nên là khi mà nước thải chảy đến thì nó gặp cái hệ thống nano và bio thì nó bị xử lý ngay. Theo chuyên gia Nhật Bản, công nghệ Nano Bioreactor sẽ xử lý nước thải ngay trong lòng sông. Lượng nước xả thải được xử lý ngay trong ngày. Tốc độ xử lý là 1,5 triệu mét khối một ngày, tức là gấp 9 lần lượng nước thải xả ra sông. Nên dự án xử lý ô nhiễm sẽ thành công. Bước đầu, qua kết quả quan trắc của các cơ quan chức năng, mùi hôi thối đã có giảm rõ rệt. Độ dày của bùn khu vực thử nghiệm đã giảm từ 10 đến 20cm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều cho rằng vấn đề xử lý nước sông Tô Lịch hiện nay chỉ là xử lý phần ngọn. Xử lý phần gốc của vấn đề chính là nguồn nước. Khi nguồn nước xả thải chưa được xử lý, thì vấn đề ô nhiễm của dòng sông vẫn chưa thể khẳng định. Từng gắn bó gần 30 năm cạnh dòng sông này, những người dân ở cạnh khu vực thử nghiệm xử lý ô nhiễm vẫn còn có những ý kiến khác nhau về hiệu quả của dự án này. Mà tôi thấy là nó không có mùi gì cả. Tức là thoải mái mở cửa sổ cái sẽ không thấy có mùi gì. Còn không biết là về sau thế nào không biết, nhưng mà rất là hy vọng là cái công trình này như vậy là sẽ mang lại hiệu quả thiết thực để cho cái dòng sông như vậy là nó không bị bẩn. Nay mai cá cái sinh sống rất là tốt. Quan trọng nhất là bây giờ làm sao nó có thể để cái dòng sông nó phải có nước lưu thông vào. Đấy, đầu vào đầu ra nó phải là thì nó mới sạch được. Vẫn như thế này là vẫn bị tù nước. Kết quả xử lý ô nhiễm công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản đến đâu sẽ có sự đánh giá khách quan cụ thể của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc xử lý tận gốc ô nhiễm dòng sông Tô Lịch vì sự hồi sinh của dòng sông vẫn là ý thức của cộng đồng, sự chung tay bảo vệ môi trường của toàn dân, hàng ngày không xả chất thải ra sông, đảm bảo cho dòng sông xanh, sạch, đẹp giữa lòng thủ đô Hà Nội.